Lexus RX mới được trang bị động cơ tăng áp dung tích 2.4 lít, sản sinh công suất 275 mã lực sẽ thay thế cho động cơ V6 dung tích 3.5 lít. Thế hệ mới của mẫu SUV hạng sang Lexus RX vừa được giới thiệu tại Mỹ. RX đời 2023 có nhiều điểm thay đổi ở ngoại hình, cấu hình động cơ so với thế hệ trước. Lưới tản nhiệt trên RX 2023 được nhà sản xuất thay đổi hoàn toàn. Không mạch lạc, tách biệt như bản cũ mà cách thể hiện khá ấn tượng. Mũi xe được làm khá giống xe điện RZ450E. Lexus RX 2023 vẫn có giải LED hình bóc câu nhưng được kéo dài hơn trước. Ngoài ra, cụm đèn pha ba bóng LED được mở rộng thêm đèn chiếu sáng phía dưới. Xe được trang bị la răng tiêu chuẩn 19 inch, khách hàng có thể nâng cấp lên vành 21 inch. Có thể thấy hông xe được tạo hình ấn tượng hơn. Ô kính kéo dài từ trụ xe đến cột đề vẫn được Lexus duy trì. Giải đèn hậu LED liền mạch là điểm nhấn ở đuôi xe kèm theo hiệu ứng thị giác ở sườn xe. Lexus RX 2023 có tới 6 phiên bản gồm Standard, Premium, Premium cộng, Luxury, Sport hạng linh, Sport Performance. Lexus sẽ không tiết lộ về hệ thống thông tin giải trí mới nhưng hình ảnh hãng công bố cho thấy xe có cụm màn hình 14 inch tùy chọn và 9,8 inch tiêu chuẩn. Người lái có thể ra lệnh bằng giọng nói. Xe được trang bị trợ lý ảo thông minh, hệ thống định vị dựa trên dịch vụ lưu trữ đám mây. Đồng hồ xe là dạng kỹ thuật số với màn hình giải trí đặt nghiêng về phía người lái, cho người dùng góc quan sát tốt nhất. Mẫu xe cũng có hệ thống đèn chiếu nội thất nhiều màu. Lexus RX 2023 có chiều dài 4.890mm, chiều dài cơ sở tăng thêm 60mm, lên mức 2.850mm. Xe được xây dựng trên nền tảng gác, vốn được chia sẻ với ES và NX. Nền tảng mới cho phép tăng độ cứng và giảm 89,8kg trọng lượng. Lexus không công bố chi tiết. Nhưng lưu ý rằng RX 2023 có thiết kế hệ thống treo sau đa liên kết, hoàn toàn mới được gắn vào khung thân sau có độ xoắn cao cứng chắc, giúp xe vận hành ổn định trong các tình huống tăng tốc, giảm tốc đột ngột hoặc đánh lái bất ngờ. Động cơ tăng áp là một trong những điểm nâng cấp ở Lexus RX 2023. Động cơ tăng áp dung tích 2.4 lít cho công suất 275 mã lực, mô men xoắn cực đại 429 Nm, giảm 20 mã lực và tăng thêm 68 Nm so với động cơ V63.5 lít quen thuộc trước kia động cơ mới kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh tùy chọn. RX 2023 tăng tốc từ 0 lên 96 km h trong 7,2 giây, nhanh hơn 0,7 giây so với phiên bản tiền nhiệm. Ngoài các phiên bản máy xăng, Lexus RX 2023 cũng sẽ có các phiên bản hybrid như RX 350H, thay thế mẫu 450H với động cơ 4 xi lanh dung tích 2.5 lít công suất 246 mã lực và mô men xoắn 316 Nm. Tuy nhiên, Phiên bản đáng chú ý nhất là RX 500 HS Sport Performance sở hữu sức mạnh lên tới 367 mã lực, mô men xoắn 550 Nm. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.